Dạ vâng em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em xem một cái combo bao gồm có hai cục pin 2A, một cái máy rigid có búa và một cái sạc điện 120. Hàng này từ Mỹ về. Và rigid này là động cơ không chổi than. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp Autolock 13 ly và đầu sắt. Thì combo này hai cục pin, cục sạc, anh em đi công trình thoải mái và làm điện nước, làm quảng cáo thì tuyệt vời. Nó có trăm cấp độ ha, trăm cấp độ trượt ở bên này. Đầu kẹp thì đầu sắt Autolock 13. Rồi, mình lên cái combo này, nó là động cơ không chổi than ha. Mình lên giá tốt cho anh em là 3 triệu 9 bộ này. Rigid R86116, nó là tốc độ từ 0 đến 500 và từ 0 đến 2000 vòng trên phút. Và đi kèm với hai cục pin. Hai cục pin ha. Pin có báo đèn hết ha anh em ha. Rồi, thì giá 3 triệu 9 nha anh em. Anh em hốt cái em này về, nó có đèn ở đây luôn. Nó lắp luôn. Và nó là Gen X5 Rootless. Rồi, cấp độ chậm là 500 vòng trên phút. Tốc độ tải nha anh em. Rồi, mình sẽ chuyển lên cấp độ 5. Rồi, cấp độ chuyển qua, đây là búa nha, đây là vít và khoan. Chuyển qua vít. Chuyển qua đây. Tiếp tục tải ha. Đây là búa. Rồi, Rigid là Mỹ về và 3 triệu 9 chỉ có một bộ duy nhất thôi. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.